Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki ở mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình. Có bao giờ anh em tự hỏi rằng tại sao Free Fire, và bắt đầu từ một tựa game trông khá đơn giản và hài hước như thế này, mà nó lại có thể phát triển thành một tựa game cực kỳ ăn khách, cũng như là có rất nhiều người chơi trên toàn cầu. Và có rất nhiều bạn cũng đã đặt câu hỏi cho mình, đó là hãy làm một video tổng hợp lại, đó là top 10 những thay đổi mà theo Riaki ở mình là khiến cho Free Fire đã thay đổi lối chơi hoàn toàn. Vậy thì trong video này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem rằng Guyana Free Fire họ đã có những nước đi nào để giúp cho Free Fire nó trở nên phổ biến và trở thành một tựa game mà cực kỳ gọi là hấp dẫn như ngày hôm nay. Đấy, tất nhiên chúng ta sẽ không tính đến những cái việc mà bên Guyana Free Fire họ ra những cái đoạn phim hoạt hình rất là đẹp mắt như thế này. Tuy nhiên thì phải nói rằng bây giờ Free Fire nó là một điều gì đấy rất khác so với 4 năm trước. Ok, hãy cùng nhau đến với top 10 những thứ đã thay đổi Guyana Free Fire một cách hoàn toàn, cả về lối chơi cũng như là cả về cái trải nghiệm của người chơi. Ok, đầu tiên thì có lẽ đó chính là hệ thống nhân vật, tại vì là khác với những trò chơi khác không có hệ thống nhân vật thì Free Fire là một trong trò đầu tiên mà đưa vào hệ thống nhân vật với cái những cái kỹ năng bị động, và cái việc mà phối hợp những kỹ năng bị động này làm sao cho nó hiệu quả đã giúp cho Guyana Free Fire có một cái tiếng vang lớn. Rất nhiều nhân vật thực tế là sau này có rất nhiều người nổi tiếng đã hóa thân thành những nhân vật trong Guyana Free Fire và giúp cho trò chơi ngày càng phổ biến hơn, cũng như là trước đây chúng ta không phải quan tâm lắm đến cái nhân vật, nhưng bây giờ thì nhân vật là một điều gì đấy mà không thể thiếu được. Tiếp theo thì đó là bom keo, và đây là cái tựa game đầu tiên mà chúng ta tạo ra hẳn một cái tường để chúng ta che sát thương của đối phương. Thời kỳ đầu thì bom keo trông khá khủy bắp và cái khả năng chắn đạn nó không phải là quá tốt, nhưng mà về sau thì bên Guyana Free Fire họ đã sửa lại cái chế độ đấy bom keo này và giúp cho chúng ta có những cái quả bom keo nó vừa cao lại vừa đẹp hơn. Thì thực sự thì bom keo nó đã tạo ra một cái lối chơi riêng dành cho Guyana Free Fire, và khi mà có bom keo thì rõ ràng là cái việc giao tranh ở trong Guyana Free Fire của chúng ta nó khác trước rất là nhiều. Ngày xưa ấy, khi mà chưa có bom keo ở phiên bản V9 ấy, Free Fire thiên về khả năng đi ẩn nấp, nhưng mà có một vấn đề là cái địa hình ở trong Guyana Free Fire nó tương đối đơn giản, thế nên là cái việc mà chúng ta ẩn nấp nó không hiệu quả, và khi bom keo ra thì chúng ta có thể tự tạo cho mình một điểm nấp. Một trong những cái đã thay đổi Guyana Free Fire rất nhiều đó là khả năng tanh vòng bo. Ở các tựa game khác mà anh em đứng ngoài vòng bo anh em chết chắc, nhưng ở trong Guyana Free Fire thậm chí có những thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể tanh bo, mà thậm chí là những bo cuối luôn. Thế nên mình có cái trò mà tanh bo đến gọi là địch chết rồi nhưng mình vẫn đứng tanh bo bơm máu. Tuy nhiên thì Guyana Free Fire đã hai lần tăng sức mạnh của vòng bo, và bây giờ thì vòng bo là một điều gì đó rất khó để tanh bo. Nhưng để tanh bo được thì chúng ta cần phải mang theo những cái bộ kỹ năng phù hợp, như là kỹ năng hồi máu hay kỹ năng ăn nấm nhanh hay kỹ năng giảm sát thương vòng bo. Thì đến thời điểm hiện tại thì cái sát thương vòng bo được tăng lên cũng là một trong thứ đã thay đổi Guyana Free Fire rất là nhiều, cả về lối chơi cũng như là cả về tư duy của game thủ. Một trong những thứ mà trước đây cũng khá là thú vị đó chính là đặt cái tượng trong sảnh trời nhặt kim cương. Đấy, nhặt kim cương free luôn, phê. Và đây là một trong trò chơi rất hay, một trong thứ rất hay. Tất nhiên là bây giờ nó chỉ còn cái nịt thôi anh em ạ, nhưng mà có rất nhiều bạn trước đây đã nhặt kim cương để có thể sở hữu cho mình nó những phần quà xịn sò trong Guyana Free Fire. Còn bây giờ ấy, quà xịn nhất ở trong cái tượng nó chỉ còn là đó là cái vé quay kim cương thôi. Đấy, còn cái nịt anh em ạ. Vâng, còn cái nịt. Bây giờ thì trong cái tượng này nó chỉ còn toàn những đồ linh tinh tinh. Nhưng trước đây ấy, trong suốt khoảng một khoảng thời gian dài kể từ khi mà xuất hiện cái tượng này ấy, thì có rất nhiều những người chơi chỉ vào game để mà có thể nhặt, cố gắng là săn tìm nhặt 100 kim cương. Và thực tế là có rất nhiều bạn nhặt 100 kim cương. Chúng ta đã từng review những cái tài khoản mà nhặt được kim cương, cái vật phẩm rất quan trọng trong game đấy, để đủ để mua thẻ vô cực hàng tháng. Thì nhưng mà bây giờ thì cái trò nhặt kim cương này nó là một thời đã xa rồi, nó là một thời dĩ vãng đã xa rồi anh em ạ, buồn lắm. Nhưng mà đây cũng là một trong những thứ mà đã thay đổi lối chơi Guyana Free Fire rất nhiều. Thứ tiếp theo đã giúp cho Free Fire có một cái vị thế rất tốt trong ngày hôm nay đó chính là tử chiến. Tử chiến là cái chế độ chơi mà giúp cho chúng ta có rất là nhiều những cái giây phút thoải mái giải trí. Ví dụ như khi mà chúng ta chơi Guyana Free Fire chạy bo quá nhiều mà chưa kịp chạy bo, chưa kịp làm gì đã bị địch nó thịt rồi, thì rõ ràng cái chế độ tử chiến là một cái điều gì đấy mà giúp cho chúng ta giải trí hơn rất nhiều, vào phát là bem luôn. Và cái chế độ tử chiến này thậm chí là bây giờ người ta có lẽ còn chơi nhiều hơn ở chế độ chạy bo, tại vì tử chiến nó vừa nhanh
nó vừa thú vị, nó lại không nặng về vấn đề sinh tồn. Và nói chung là khi mà chơi tử chiến như thế này thì cái mức độ giải trí nó rất là cao, và có rất nhiều những game thủ, rất nhiều trò chơi đã, rất nhiều những cái giải đấu đã được dành riêng, sinh giải dành riêng tử chiến. Thế ở đây thì bên FIFA là tử chiến cập nhật thêm ở tử chiến đó là đảo thiên đường, sau khi chúng ta đã có đảo quân sự hay không và đảo sa mạc rồi, thì bây giờ ngay cả đến chế độ đảo thiên đường, cái bản đồ đảo thiên đường cũng có chế độ tử chiến luôn. Đấy, phải nói là bây giờ bên Gana FIFA họ đầu tư cho tử chiến này có khi còn nhiều hơn cả dành cho chế độ chạy bo. Và cái cốt lõi trò chơi cũng đã bị thay đổi rất là nhiều. FIFA từ một tựa game sinh tồn bây giờ nó trở thành một tựa game mà mang tính bắn súng, giao tranh nhiều hơn. Và một trong những thứ tiếp theo mình muốn nói đến nó thay đổi hoàn toàn lối chơi Gana FIFA đó chính là những súng nâng cấp. Và những súng nâng cấp trong Gana FIFA ở thời điểm hiện tại chúng ta có 6 ở súng nâng cấp khác nhau. Đấy, rất xịn sò con bò, AK rồng xanh, SK cá mập đen, M104 long tộc, rồi thì khẩu XM8 lôi thần, đấy, rồi UMP phong cách mà mới ra mắt. Đấy, thì tất cả những cái khẩu súng nâng cấp này nó đều tạo ra cho chúng ta rất là nhiều những cái sự hứng thú, cũng như là nó thay đổi cái cán cân sức mạnh. Thật ra thì Free Fire không phải là tựa game đầu tiên mà có cái tính năng đó là thay đổi chỉ số súng mà dựa trên cái skin súng. Đấy, có rất nhiều tựa game khác là cái skin súng nó tác động lên cái sức mạnh của cái súng đó. Đấy, tuy nhiên thì với những cái khẩu súng nâng cấp ở trong Gana FIFA, thậm chí nó có những cái nội tại ẩn, nó có kỹ năng, nó mang lại chúng ta những hành động đặc biệt. Và thực sự thì cái súng nâng cấp nó thay đổi lối chơi Gana FIFA rất là nhiều. Trước đây ấy, khi mà chưa súng nâng cấp ấy, chúng ta sẽ rất là dễ để phân định được đó là súng nào mạnh, súng nào yếu, rồi cách mà chúng ta mua như nào. Chúng ta có skin súng thường, chúng ta có skin súng chế tác, chúng ta có đủ tất cả thể loại skin súng khác nhau. Tuy nhiên thì sau khi mà ra cái súng nâng cấp này thì phải nói rằng là chúng ta rất khó khăn trong việc là lựa chọn xem mà nên mua súng thường hay là bỏ ra một khoản tiền lớn để mua súng nâng cấp. Thì thực sự là những cái skin súng nâng cấp trong Gana FIFA nó thay đổi lối chơi trò chơi này gần như là toàn bộ. Đấy, bây giờ thì rõ ràng là các bạn cầm súng nâng cấp thì các bạn sẽ có lợi hơn so với những người mà không cầm súng nâng cấp rồi. Một trong những cái thay đổi cũng đã khiến cho người chơi phải thay đổi gần như hoàn toàn lối chơi của mình. Trước đây thì Gana FIFA thì không có nhân vật nào mà chống 100% sát thương cả, cho đến khi mà siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và chính thức ra mắt trong game dưới dạng đó là Chrono, một kẻ du hành thời gian. Với cái kỹ năng hào quang hộ mệnh của mình thì Chrono có thể chắn toàn bộ 100% sát thương của đối phương, và điều này khiến cho mọi người cảm thấy là có điều gì đấy nó ít đi cái sự sinh tồn hơn. Nhưng cái kỹ năng Chrono này bây giờ là kỹ năng mà gần như tất cả mọi người đều phải sử dụng. Đấy, 10 ông thì 9 ông phải sử dụng Chrono. Đấy, bây giờ mà bảo không dùng Chrono thì nó lại hơi bốc phét. Và thực sự thì là cái kỹ năng này của Chrono giúp cho người chơi có những cái sự thay đổi về lối chơi rất là nhiều. Ở cái vấn đề thứ 9 mà đã thay đổi lối chơi trong Gana FIFA thì nó liên quan một tí đến tử chiến. Đó là cái việc tử chiến cho phép chúng ta là cái việc mà tạo phòng tử chiến hay tạo phòng map thường, chúng ta không có giới hạn về bom keo, và bây giờ chúng ta có thể spam keo thoải mái. Và ngay cả cái việc mà spam keo và đặt bom keo nhiều này nó khai sinh ra hẳn một cái thể loại chơi mới trong Gana FIFA gọi là thể loại one shot. Đấy, với thể loại one shot thì thậm chí bên Gana FIFA còn từng tổ chức những giải đấu nghiêm túc dành cho chế độ one shot này. Chế độ one shot này rất được yêu thích và thực sự nó đã thay đổi hoàn toàn cái tư duy của người chơi về FIFA. Đấy, game bây giờ là phải vào rồi đặt keo rồi các kiểu đa điều và đặt ra những cái quả keo mà trông nó đẹp mắt. Đấy, đặt ra rất nhiều những quả keo để mà có thể chiến thắng đối phương bằng cách là khiến cho đối phương cảm thấy hoa mắt cũng như là che đi sát thương. Thì đây cũng là một trong những kiểu chơi nó rất lạ. Và nói chung là nếu các bạn chơi FIFA 4 năm trước mà các bạn quay trở lại chơi FIFA ở thời điểm tại xem giải đấu one shot thì có lẽ các bạn sẽ cảm thấy khá hoang mang. Cái thay đổi thứ 9 mà chúng ta sẽ được biết tới mà nó thay đổi rất nhiều lối chơi Gana FIFA đó chính là việc cái quả lựu đạn nó có thể căn được thời gian ném trong suốt khoảng thời gian dài. Thì quả lựu đạn trong Gana FIFA nó không hề căn được thời gian ném, nhưng mà sau này thì Free Fire họ đã chỉnh lại để nó giống những game sinh tồn khác. Và từ khi mà quả lựu đạn căn được khoảng thời gian ném, tôi phải nói với anh em là nó ối rồi ôi luôn, thậm chí là nó giúp cho người ta có những cái pha hạ gục rất ảo diệu, khi mà chúng ta hoàn toàn có thể hạ gục địch trước khi mà địch kịp làm một cái điều gì đấy.
Thì với cái việc mà cập nhật cái căn thời gian ném này thì bên Ghana FIFA đã giảm bớt sức mạnh của cái lựu đạn đi trong một vài phiên bản gần đây, và nó khiến cho cái lối chơi ném lựu của chúng ta bây giờ nó cũng sẽ cần phải tính toán hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì rõ ràng là khi mà chúng ta có thể căn cái việc ném lựu này thì nó sẽ giúp cho cái game của chúng ta nó chiến thuật hơn, cũng như là những cái tình huống xử lý năng lượng nó sẽ đẹp mắt, cũng như là nó sẽ hiệu quả hơn. Và điều này nó trở thành một trong kỹ năng mà tất cả bắt buộc tất cả những ai chơi Ghana FIFA đều phải biết căn ném lựu. Đấy, không biết căn ném lựu là dở rồi. Và cái cập nhật gần đây nhất nó cũng thay đổi rất nhiều lối chơi Ghana FIFA, đó là việc bên Ghana họ tách giả lập cũng như là Mobi ra. Đấy, bây giờ thì Mobi sẽ chỉ chơi với Mobi mà thôi, còn nếu giả lập sẽ chỉ chơi giả lập. Còn nếu như bạn là một người chơi có với bạn mình, bạn dùng giả lập, bạn của bạn là dùng Mobi, thì bạn cũng sẽ gặp những cái nhóm mà có lẫn lộn cả giả lập và Mobi khác. Điều này sẽ khiến cho những game thủ giả lập sẽ cảm thấy là hơi khó khăn trong việc tìm kiếm trận đấu. Chúng ta có thể tìm kiếm trận đấu mất 5 đến 10 phút là có thể hơn, vì lượng người chơi giả lập và tương đối thấp. Lý do vì sao bên Ghana họ lại đi đến quyết định này, đó là bởi vì là những người chơi giả lập có quá nhiều lợi thế so với người chơi Mobi. Ví dụ như thao tác nhanh hơn, bắn hai súng tỉa nó dễ dàng hơn, và bên cạnh đó thì cũng có những cái phần mềm này, phần mềm nọ, phần mềm lọ, phần mềm chai gắn vào với giả lập PC và giúp cho đánh bại những người chơi Mobi dễ dàng hơn. Và khi mà Ghana FIFA họ tách ra thì bây giờ Mobi sẽ hoàn toàn chỉ chơi Mobi mà thôi, và nó sẽ thay đổi hoàn toàn những gì mà chúng ta biết về Ghana FIFA trong vòng 4 năm nay. Ok, và đó là top 10 những gì mình mang đến cho anh em trong video này. Anh em nếu thấy video của mình hay, đừng quên like và subscribe mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em ở trong những cái video top 10 lần sau. Bye bye.